Và hello, các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình chơi với Lâm. Ok. Chuẩn bị đi cu. Vậy. Lâm ơi, Lâm. Đợi anh với Lâm ơi. Chiếc bài Ronin hết trơn rồi sao vào. What Fuck. the boy? Fuck you. Sarita Skyward Glitch là mừng. À, và chào tạm biệt các hẹn gặp các bạn lại lát sau. Các bạn cuối cùng cũng đã trở lại. Và cùng thằng Lâm nói cho mình biết là cuối cùng nó còn open số 3 phải không? Yo. Oh hello, nó ở đằng kia kìa. Mọi người thấy không? Nấu gì đi cha? Ủa điệt hả? Để mình các bạn thấy không, đó chính là thằng 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 Lâm, nó đứng ở đó đó, thấy không? Trái ra đằng sau nha. Ok cô, em ok xem Minecraft lâu năm rồi mới biết. ok Hơn 2 năm rồi. ok và mình cũng đã được 100 subscriber, mong các bạn muốn thử thách thì cho mình đi, đừng cho uống nước mắm, thử thách nhẹ nhàng thôi. Ăn cereal với sữa. Vãi. Với sữa với nước. Với nước. Nhầm. Anh rất là ghét ăn cereal. Ăn ngũ cốc với nước. Vãi, ngũ cốc, ủa, đâu có ngũ cốc, Việt Nam mới có mà. Cereal đó. Ồ, mình thấy ngũ cốc ngon hơn. Sao mà lâu quá? Store khi nào đi tay? Mong xin lỗi các bạn nghe, nếu các bạn không thích chỗ nào thì skip giùm. Ồ, 30 giây thôi các bạn ơi. Đúng là khổ thiệt. Có bộ này nói nhiều thiệt ấy. Ồ, Ok. 4, 3, 2. Cái đợi tôi bắt cu. Đợi với. Lát nữa coi phim là biết cha nội. Chạy. Ủa sao giờ chậm vậy em ta? Thằng này chạy nhanh vậy. Có đồ cho mày Ồ, có đồ. Chọn cái coi. Vãi. Một cái giáp cùi. Mặc cho thôi anh em ơi. Có gì đó không? Để bảo vệ cho. Đi tiếp. Má. Thiệt nè, cứ phép có kiếm. Có kiếm rồi nè. Ủa đau lắm. Bên này. Bên nào? Rồi cờ tuyển cảnh sát. Ủa cái chỗ đó, ủa đi đâu vậy? Ủa sao tầng hình rồi? Ngay chỗ cái thuyền nè ba. Ồ thấy rồi, thấy rồi. Giờ cái tay nó mới hiện lên. Đây có rồi, có rồi, có rồi. Ok, giết nó. Tao cho mảnh kiếm. Phải. Có máy giác chết nhanh dữ vậy. Ok, có người Lâm, giết, giết. Thẳng nè. Cứu với, lại đây. Ui, nó dùng mặt ông rồi. Giết nó. Ở đâu? Oh, T-Bag, bitch.
Long thì bác đi cu. Có đồ gì không? Có đồ gì không? Có con phô go mồi luôn. Có kiếm không? Có kiếm. Kiếm sắt. Có kiếm sắt hả? Ừ. Còn một cái này, một cái này. Bỏ vô cái rương đi, bỏ cái đồ xịn đi. Phô mồi luôn này, phô. Ừ. Đó, bỏ đồ cù vào. Anh có cái kiếm nào không? Có. Kiếm kiếm, kiếm stone lấy không? Đó cho. Với lại anh có một cái iron hai cá luôn. Đó dùng đi. Đó. Thì con thiệt cà rốt thiệt sao? Đi. Đâu rồi? Sao mà chạy nhanh dữ vậy? Anh cũng có luôn này. Không cần. Trời bây giờ còn phút vào ông mình. Chết mồi còn có 10% pin. 10% pin, cố gắng đi cô. Vì vì YouTube. Get to the chopper. Là gì? Get to the chopper. Cái gì? Vãi. Đừng nói là vẫn còn hai tụi mình còn sống nghe. Ghét nhất cái đó. Sao mà hai tụi mình pro quá. Get to the chopper. Gì? Ok, vô. Bỏ là chuyện nhanh vậy. Chết biết refail rồi kìa. Ramit. Biết ở đâu? Ông trời, nó mất tiêu rồi. Why? Chạy nhanh cho cố vô. Chỗ spawn rồi. Ok, tới liền. Chó ơi. Trên đường nếu mà anh thấy miếng chest hả? Coi lại đi. Oh shit, ok, có chest chỗ cái xe. Cái này. Ha ha, máy thịt ngon lành. Em không có mất hơn gỡ chút nào luôn. Anh cũng vậy, sao kỳ vậy? What the fuck? Hát gì cha? Sao con này giống hai? Các bạn đã trở lại, cuối cùng cái game cũng đã bị crash và mình hãy trở lại đây. Cái game khốn nạn. Hello, đi đâu? Ủa sao còn cái ác đẹp quá vậy? Ai biết. Giờ chỗ nào đây ta? Số 4, nhanh nha. Ủa, còn mở đâu? Số 4. Sao biết cái đó chuẩn bị mở mà nói? Ủa, nên chạy rồi hả? Số 2. Ủa, mở chưa? Số 2 mở. Vô rồi. Rồi. Má. Vô rồi. Bởi vì các bạn biết, mình rất ghét. Mà mình thích cái này hơn. Bà ơi, sao tự nhiên mất hai cục hunger rồi? What the... Cái đó là glitch đó chú. Tất vãi, hồi nãy đang chơi, lết nữa là thắng. Không ngờ game khốn nạn nó bị crash. Và cuối cùng cái thằng Lâm đó, nó đã thắng rồi. Đồ. Và mình rất là ghét, mình rất là ghen tị. Em thắng, thắng và em giỏi nha. Ok cool. Sao mà lâu thế? Xin lỗi các bạn, các bạn sẽ đợi thêm nha. Cái tập này cũng có hai phần vào luôn, cho nó hấp dẫn. Nếu mà chỉnh sửa thì chỉnh sửa chắc cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Công nhận. Nhận gì? Thằng của Kim Anh, Kim Anh này. Làm việc. Sorry. Hơi bị nóng. 1 phút 30 giây nữa các bạn ơi. What? What mà ra từ. What?
shit. Các bạn có thấy không? Nó mất dạy kìa. Nó vừa nó hỏi nó. Ê, sao mà lâu quá. Nếu các bạn thấy lâu quá, các bạn có thể skip một nữa. Đừng quên like và subscribe cho mình. Nếu các bạn có ghét mình thì bình luận bên dưới góp ý giùm. Hello. Thước quyền đẹp quá. Đó là skin của Captain Sparkle mà. Wow. Tập chết đi. Hey, 30 giây nữa các bạn ơi. 30 giây nữa thôi. Vãi ông nghe. Nghe rông rông thế nào ấy. Hey. Bà các bạn biết. Bốn thằng VIP. Mình bốn thằng VIP kìa các bạn ơi. Nó rất là xấu xí. Mình rất là ghét VIP. Một thằng chết rồi kìa. 3, 2, go. Cô quơ đợi anh với cô. Vô. Hey, hồi nãy tức kinh. Qua cho đã vô, cuối cùng nó bị crash. Cái game bị trục trặc lên. Gì đây? Ủa, map này nãy nhớ đi đâu mà? Đi nhầm nơi. Oh shit, nơi gì? Ui, chị cha đánh lộn với nó hả? Giúp. Nó chết lậu vậy? Làm mà cứu. Chết đi cô. Cuối cùng nó cũng chết. Rồi. Cuối cùng nó cũng chết. Thôi tắt cái này giùm. Đây. Làm đâu là cũ. Chả đâu thế, hồi nãy sao bỏ động động mà sao bỏ lại đằng sau lưng. Sorry. Bỏ lại một mình. Tập trung. Giết một thằng được nhiều đồ hơn được. Có đồ chưa đưa cho nè. Có hai ổ bánh mì. Có là một cái quần. Wow. Wow, vì đồ mà bỏ quen đồng đội. Ác quá. Không, ngu gì chết. OP mà. Ông OP mà máy không OP gì chơi. Đằng sau lưng ông này. Anh nãy dùng split control như này hơi khó. Có gì, có đồ gì cho anh coi. Qua đây, qua đây. Cái gì mà chạy qua chạy lại qua vậy. Chết cha mất hấn người rồi. À. Gì vậy? Cho cái coi. Có gì đâu cha. Có kiếm không? Bỏ vô rồi đó. Oh shit. Cướp liền. Chạy ra sân cờ đi. Để coi một quần. Ít thằng VIP. Chú coi. Nó là đội. Ủa. Và như các bạn đã biết, mình và thằng Lâm đã bị hai thằng VIP kia đã giết. Nhưng không ngờ sao nó vừa giết xong là cái máy mình đã bị crash. Mình sẽ cố gắng sửa. Mong các bạn like, subscribe và bình luận. Có những gì không hài lòng thì các bạn bình luận. Đừng có dislike video của mình. Cảm ơn các bạn. Có thử thách gì bình luận luôn. Thank you.